Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Cho bản tin thời sự nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Tuyên án vụ đồng tâm, tử hình hai bị cáo. Thanh Hóa, nữ sinh lớp 7 bị tri đại chặn đánh trên đường đi học về tìm lại trái trâu trị giá 350 triệu đồng, bị đạo trích lấy trộm bán 13 triệu đồng. Lũ cực lớn khả năng sắp xuất hiện ở miền Trung. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Tuyên án vụ đồng tâm, tử hình hai bị cáo. Thưa quý vị, tòa kết luận Lê Đình Công và em trai Lê Đình Trước giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ chống đối ở Đồng Tâm khiến ba cảnh sát hy sinh. Hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo này tử hình. Chiều nay 14 tháng 9, Tòa Nhân dân Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 29 bị cáo liên quan vụ trong đối lực lượng chức năng hồi tháng 1 ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên tử hình Lê Đình Công, Lê Đình Trước về tội giết người sau khi xác định họ chủ mưu, cầm đầu vụ giết người. Các bị cáo đều nhận tội. Cùng tội danh trên, tòa tuyên Lê Đình Doanh án trung thân, bị cáo Bùi Viết Hiểu lĩnh 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù, 23 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam, đều về tội chống người thi hành công vụ. Về trách nhiệm dân sự tại tòa, đại diện gia đình các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử buộc mỗi bị cáo thuộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân, chu cấp chi phí nuôi dưỡng các con của ba nạn nhân cho đến khi họ 18 tuổi. Hội đồng xét xử nhận thấy Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, không ai khiếu nại gì đối với cơ quan tố tụng. Lời khai của 29 bị cáo phù hợp với chứng cứ do cơ quan tố tụng thu thập. Các bị cáo tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhiều người xin lỗi đại diện gia đình ba cảnh sát hy sinh. Tòa có đủ cơ sở xác định đất đồng xanh ở xã Đồng Tâm là đất quốc phòng, nhưng từ năm 2013, các bị cáo trong vụ án thành lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm mảnh đất trên để chia nhau. Từ năm 2017 và đầu năm nay, Tổ Đồng Thuận và một số bị cáo gây ra nhiều vụ mất trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật hay cố ý làm hư hỏng tài sản địa phương. Dạng sáng ngày 9 tháng 1, khi lực lượng chức năng đến chốt cổng làng Thôn Hoành, các bị cáo đánh kẻng báo động. Sau đó, họ dùng lựu đạn bom xăng, gạch đá tấn công lực lượng công vụ. Dù được tuyên truyền, vận động, nhiều bị cáo tiếp tục tấn công. Trong đó, hành vi nhiều lần đổ xăng xuống hố, châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp khiến ba cảnh sát hy sinh. Hội đồng xét xử kết luận trong vụ án, bị cáo Lê Đình Công chủ trì các cuộc họp tại nhà ông Lê Đình Kình để lôi kéo những người khác tấn công, chống đối lực lượng chức năng. Công sau đó cùng Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Văn Tuyển Bàn Bạc thống nhất mua 10 quả lựu đạn tấn công công an. Các bị cáo Lê Đình Trước, Lê Đình Doanh cùng tham gia tổ đồng thuận từ giai đoạn đầu. Quá trình chống đối, các bị cáo đồng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc sử dụng vũ khí, bom xăng, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ trong đó hành vi nhiều lần đổi sang xuống hố của lê đình trước lê đình doanh là nguyên nhân trực tiếp khiến ba cảnh sát hy sinh 19 bị cáo được thay đổi tội danh trước đó phiên tòa sơ thẩm khai mạc sáng ngày 7 tháng 9 quá trình xét xử 29 bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố khi tranh tụng 19 người được viện kiểm sát nhân dân hà nội thay đổi tội danh truy tố từ giết người sang tội chống người thi hành công vụ theo việc kiểm sát, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bất chấp pháp luật vì lòng tham gây ảnh hưởng đến lợi ích người khác. Viện kiểm sát đánh giá trong vụ án này, các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến có vai trò chủ mưu, cầm đầu với mục đích giết người. Hành vi của nhóm bị cáo cầm đầu ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của nhà nước, gây bất bình trong dư luận. Hậu quả, ba cảnh sát hy sinh. Với hai bà bị cáo còn lại, công tố viên cho rằng họ là nông dân, quá trình tham gia vụ việc, các bị cáo thiếu hiểu biết về pháp luật nên làm theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu. Nói lời sau cùng, hai chính bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, mong tòa xem xét lượng hình, tuyên mức án nhẹ. Với cáo buộc chủ mưu, bị cáo Lê Đình Trước gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, mong tòa cho bị cáo cơ hội được sống. Anh trai của ông Trước, Lê Đình Công, trình bày sau khi biết có ba cán bộ hy sinh, bị cáo rất hối hận. Nhận thức được sai phạm, ông Công mong hội đồng xét xử xem xét chuyển tội danh cho bị cáo từ giết người sang chống người thi hành công vụ. Mức án của hai ba bị cáo mang tội chống người thi hành công vụ. Bùi Thị Nối, 6 năm tù, Lê Đình Quân, Lê Đình Uy, Bùi Văn Quân, Bùi Văn Tiến, Lê Đình Quang cùng 5 năm tù. Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Duệ, Bùi Văn Tuấn, 3 năm tù. Bùi Văn Niên, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bác, Trần Thị La, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Xuân Điều, 3 năm tù treo. Mai Thị Phần, Lê Thị Loan 30 tháng tù treo, Đào Thị Kim 25 năm tù treo, Nguyễn Văn Trung 18 tháng tù treo, Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Phượng 18 tháng tù treo. Thanh Hóa, nữ sinh lớp 7 bị chi đại chặn đánh trên đường đi học về. Cô gái được gọi là Thảo Tri Đại đã chặn đánh một nữ sinh lớp 7 ở xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Vụ việc khiến cộng đồng mạng bức xúc, lên án hành vi đánh người của cô gái trẻ. Ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND ban nhân dân xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thành Trực đang phối hợp với Công an huyện Thạch Thành và các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 7 của trường Trung học cơ sở Thạch Thành bị đánh và quay clip tung lên mạng xã hội Facebook. Theo ông Long, bước đầu chính quyền địa phương xác định, ngày 11 tháng 9, em y học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Thành Trực, xã Thành Trực, trên đường đi học về bị một cô gái tên Thảo ngụ cùng xã Thành Trực chặn đường đánh. Sau khi xảy ra vụ việc, có nhiều học sinh, bạn bè cùng trang lứa, nhưng không ai can ngăn. Có người dùng điện thoại di động quay lại, sau đó phát tán trên mạng xã hội Facebook. Hôm nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với học sinh bị đánh và cả người đánh. Nguyên nhân vụ việc thì chưa rõ. Khi có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết cho báo chí. Cả học sinh bị đánh và người đánh đều là người xã Thành Trực. Người đánh thì là một cô gái đã bỏ học, năm nay khoảng 16 tuổi, ông Long nói. Trước đó, ngày 13 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh một nữ sinh được xác định là em Y trên cổ còn quàng khăn quàng đỏ bị đánh đập. Clip cho thấy người đánh em Y được gọi là Thảo Đại Bàng hoặc Thảo Chỉ Đại. Ban đầu Thảo Đại Bàng đeo khẩu trang, ngồi chém chệ trên yên xe máy, còn em Y đứng dưới đường. Sau khi nói vài câu, Thảo Đại Bàng bất ngờ vung tay, ta rất mạnh vào mặt em Y. Bị tắt mạnh, em Y sợ hãi, chỉ biết dùng tay che ngang mặt và khóc. Đáng chú ý, trong lúc Thảo Đại Bàng đánh Emi, xung quanh có rất nhiều người nhưng không một ai can ngăn, thậm chí cổ vũ hành động sai trái của Thảo Đại Bàng. Cũng trong lúc Emi bị đánh, một người có mặt tại đó dùng điện thoại di động quay lại sự việc, sau đó clip được đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Tin tiếp theo, tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị Đào Trích lấy trộm, bán 13 triệu lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng ông, trèo lên nóc bia đình, lấy trộm trái trâu quý hiếm, trị giá 350 triệu. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được với giá 13 triệu cho Trần Hiền Sĩ. Ngày 14 tháng 9, liên quan vụ trái trâu ở lăng ông, thường gọi lăng ông bà triệu quận bình thạnh thành phố hồ chí minh bị mất trộm công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cho biết tạm giữ trần văn thọ sinh năm 1991 thường trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trần Hiền Sĩ, sinh năm 1980, thường trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an quận Bình Thạnh, 10 giờ ngày 3 tháng 9, công an phường 1 quận Bình Tân nhận tin báo của ban quản lý lăng Lê Văn Duyệt, ông Lăng, phường 1 quận Bình Thạnh về việc trên nóc bia đình trước phần mộ lăng Lê Văn Duyệt, bộ lưỡng long tranh châu bị mất trái châu làm từ chất liệu đất nung, tráng men. Ngay khi nhận được thông tin, công an quận Bình Thạnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương truy bắt đối tượng trộm cắp cổ vật. Ngay sau đó, công an Bình Thạnh xác định đối tượng Trần Văn Thọ trèo lên nóc bia đình lấy trộm trái trâu lúc 00 giờ 10 phút ngày 29 tháng 8. Sau khi trộm cổ vật, Thọ đem trái trâu bán cho Trần Hiền Sĩ với giá 13 triệu đồng. Qua khám xét nơi ở của đối tượng sĩ, công an quận Bình Thạnh thu giữ một bộ hỏa châu, một bình hồ lô, một bông hoa bằng gốm xứ. Ngoài ra, nhà của sĩ còn có khoảng 155 đồ vật sành xứ, gốm không rõ nguồn gốc. Sĩ khai mua một bộ hỏa châu, một bình hồ lô, một bông hoa bằng gốm xứ của Thọ vào khoảng giữa tháng 8 năm 2020 với giá 2,8 triệu. Số đồ vật này Thọ lấy trộm ở một ngôi chùa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công an quận Bình Thạnh phối hợp đơn vị chức năng tổ chức giám định xác định giá trị ban đầu của trái châu trị giá 350 triệu đồng. Bà Lâm Thị Hoàng Oanh, trưởng ban quản lý di tích Lăng Lê Văn Duyệt cho biết, ngày 2 tháng 9, nhân viên quản lý di tích bất ngờ phát hiện trái trâu nằm giữa đôi rồng trong đồ án lưỡng long tranh châu trên nóc mái nhà văn bia Lăng ông bị mất, cho nên ba quản lý trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đồng thời trích xuất hình ảnh camera trong khuôn viên di tích để tìm hiểu. Báo Anh cho biết thêm, ngay sau khi thu hồi được trái trâu quý, cơ quan công an tổ chức trao trả cho phía di tích. Ngày 12 tháng 9, ban quản lý di tích Lăng Ông đã báo cáo nhờ chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ về chuyên môn để gắn cổ vật lại vị trí cũ. Cũng như đôi rồng trong một lưỡng long tranh câu, trái châu được chế tác từ gốm, chứ không phải đá quý. Đây là sản phẩm gốm thuộc dòng gốm cây mai nổi tiếng của Sài Gòn xưa, có niên đại từ những năm 1922. Báo Anh thông tin thêm về giá trị của trái châu vừa được thu hồi. Chuyển sang tin tiếp theo. Lũ cực lớn khả năng sắp xuất hiện ở miền Trung. Năm 2020, lũ ở Trung Bộ sẽ đến muộn hơn so với mọi năm, ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết. Quy luật mùa lũ ở khu vực Trung Bộ dần dần dịch từ Bắc vào Nam, mùa lũ trên các sông từ tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 11, các sông từ Quảng Bình đến tỉnh Ninh Thuận từ ngày 1 tháng 9 đến 15 tháng 12. Trong tháng 7, tháng 8 năm 2020, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đến 2 đợt lũ nhỏ và từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ các sông khoảng 3 đến 6 m, đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu ở mức báo động 1 và dưới báo động 1. Do đó chúng ta nhận thấy, một lũ ở khu vực trung bộ xuất hiện theo quy luật hàng năm, ông Long nhận định theo số liệu cho thấy, thời kỳ đầu mùa lũ năm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ xuất hiện ít lũ và đỉnh lũ thấp hơn so với trung bình. Trung bình ở khu vực này trong thời kỳ tháng 7 tháng 8 thường xuất hiện 2 đến 3 đợt lũ ở mức báo động 1 và trên báo động 1 có trận lên tới báo động 2. Đặc biệt trong quá khứ từng có xuất hiện lũ lớn, lũ lịch sử như trên sông danh Quảng Bình vào đầu tháng 8 năm 2017. Nguy cơ xuất hiện lũ đặc biệt lớn ở miền Trung vào cuối năm 2020. Theo ông Long, lũ lớn ở miền Trung tập trung vào các tháng cuối năm. Theo nhận định của chúng tôi, từ nay đến cuối năm 2020, trên các sông khu vực Trung Bộ, khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ lớn, tập trung ở các tỉnh khu vực Trung, Nam, Trung Bộ vào các tháng 10, 11 năm 2020. Đỉnh lũ năm 2020 tại Hạ Lưu các sông chính ở Thanh Hóa Nghệ An ở mức báo động 1, báo động 2, các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt hiện nay, Enso đang dần chuyển sang trạng thái La Nina, nhận định bắt đầu từ cuối tháng 9 sang tháng 10, 11, mưa lớn tập trung ở khu vực Trung Bộ, do đó nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, lũ đặc biệt lớn ở khu vực này từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12 năm nay. Ông Long thông tin. Ông Long cho rằng, trong các công tác dự báo, cảnh báo lũ còn nhiều khó khăn, như do biến đổi khí hậu, diễn biến mưa, lũ ngày càng bất thường hơn, cộng với điều kiện địa hình khu vực miền Trung tạo nên những con sông ngắn, dốc, làm cho thời gian tập trung nước trên các lưu vực rất nhanh. Do đó, thời gian dự báo trước thường không được dài. Lũ là hệ quả của mưa lớn, tuy nhiên, về dự báo mưa, đặc biệt mưa lớn định lượng hiện nay còn là thách thức đối với ngành khí tượng thủy văn không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới ngoài ra hiện nay có nhiều công trình thủy điện thủy lợi được xây dựng trên các lưu vực sông làm thay đổi hoàn toàn chế độ dòng chảy sông gây nhiều khó khăn cho công tác dự báo cảnh báo lũ với nhận định tình hình mưa lũ năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xuất hiện mưa lũ lớn, sau đó cấp chính quyền và người dân cần liên tục theo dõi, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được phát đi từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng như trên phương tiện thông tin đại chúng để có những phương án ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể do thiên tai mưa lũ gây ra. Ông Long khuyến cáo Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.